Xin chào, mình là Toàn và bây giờ mình sẽ làm một cái video hướng dẫn nhà phần mềm Zephyrus SS Max Security hoặc là bất kỳ phiên bản nào của SS cũng được luôn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Trước hết mình spoil, bạn thấy không? Nhập ký vào vĩnh viễn nhé. Rồi, bắt đầu thôi. Bây giờ các bạn vào Google tìm download asset. Mình sẽ phóng to cho dễ nhìn ha. Mình chọn tên miền là asset.com. Chọn phiên bản Home. Thì business đã điền rất là nhiều thứ. Hôm thì quá ok. À, mình tải chụp mà, đã mình tải rồi thì mình tải lại đi. Open nha. À, đợi chút, mình tắt cái này đi. Mình làm nháp mà quên tắt. Trước hết thì các bạn vào đây chọn ngôn ngữ tùy thích, thì ở đây mình chọn phiên bản tiếng Anh nè, continue nè. À, trong khi chờ các bạn vào Google tìm, Google hay Bing cũng được, tìm 10 minutes mail, mail 10 phút. Rồi, nãy mình bấm nhập cái gì á? Đây là cái mail ngẫu nhiên nè, và có cái phần inbox để nhận hộp thư á. Cái này thì nó bắt buộc phải unload all, nghĩa là cho phép tất cả và tiếp tục. Các bạn vào create account, tạo tài khoản mới. Ở đây thì lúc nãy mình đã copy bên này rồi thì mình dán luôn, coi lại coi chính xác chưa. Copy lại, tiếp tục với email, chọn mật khẩu. Ở đây nó yêu cầu ít nhất 10 ký tự, một chữ hoa, một chữ thường và một số. Chọn đại, mình tên là Toàn thì mình đặt cái tên là ví dụ Toàn A cộng 147258369, cho dễ nhớ. Sau khi đăng nhập rồi sẽ có một cái email ở đây nè, chờ chút nó đang tự gửi đây. Inbox nè, một nè, ở dưới này nè, thấy không, xác nhận tài khoản, xác nhận đăng ký. Đây, bây giờ sau khi đã xác nhận rồi, đặt tên cái thiết bị nha. Ví dụ đặt tên là Toàn đi. Continue. Chọn
thử miễn phí, try for free. Activate. Kích hoạt. Continue. Bây giờ đang cài đặt đấy. Quá trình cài thì nó cũng tùy thuộc vào cái máy các bạn như thế nào, cấu hình. Thế mình đang xài Windows 11 trên HDD. Đây là ổ đĩa ảo của mình nha, máy ảo. Các bạn thấy thì nó cũng vẫn có SIDA lắm. Cài đặt hoàn tất, bấm vào đăng. Bây giờ mình hướng dẫn nha. Trước hết là các bạn phải tắt HIPS. HIPS ở đâu? Bây giờ các bạn vào Asset nè, các bạn sẽ thấy cái này nè, tắt nó đi. Bật Setup, bảo vệ máy máy tính. Bấm vào HIPS nè, bảo vệ sản xuất gì đó. Ở bên phiên bản tiếng Việt thì nó như vậy nè. Xem. Thiết lập bảo vệ máy tính, hệ thống ngăn chặn xâm nhập máy tính là thiết. Vào đây cái này nè, khi mà các bạn tắt toàn bộ, tắt một cái nó sẽ tắt toàn bộ, sau đó bấm vào ok rồi xong. Giờ sao nữa, các bạn reset. Cái quá trình này nè, các bạn có thể phải chờ một chút, nhưng mà mình sẽ giải thích vì sao phải tắt cái HIPS này thôi. Vì nó sẽ có cái, khi mà các bạn bật HIPS đó, nó có cái quyền bảo vệ bảo mật cao nhất, mà nó chặn, nó không có chỉnh sửa gì được cái file trong này luôn. CD này, program data. Asset. Bên trong mình là các bạn không thể nào copy hoặc là xóa cái này được. Mà trước hết là mình hướng dẫn cái phần này nha. Các bạn phải bật cái show hidden files, xem cái file bị ẩn nhé. View nè. Có option nè, các bạn có thể Win 11 là vào 3 chấm nè, Options, sau đó vào View là tắt mấy cái thông dụng hết đi. Thường là 4 cái option đầu tiên phía sau cái tròn tròn này. Đấy, đây cái này nè, hai Protected Operating System Files. Nó xóa những cái, nó ẩn những cái file mà bị
gọi là hệ thống ấy, mấy file hệ thống sẽ bị xóa đó. Em mới bị nó sẽ bị ẩn mình nó nhầm cái file đó, nó liên quan đến hệ thống thì nó bị ẩn luôn, nên nó bật mỗi xem file thì có những file nó ẩn á, nhưng mà bật một cái thì cái còn lại sẽ không thấy đâu. À, bây giờ các bạn vào access lại nha, các bạn nhấn phím F5. À khoan khoan, bây giờ trước hết các bạn tải cái file license về, cái file .lf. Các bạn vào tinyurl.com/mmt-go-app Enter. Các bạn tìm chữ license LICE, để kiếp sau mình lăn xuống không được vậy ta, mình F5 lại. Được rồi nè, License Access Internet Security Download. Open File Explorer. À không không, mình tạo mở bằng WinRAR. Đây là file zip thì mình nên mở bằng WinRAR cho nó mình copy tạm ngay đây cái đã. Nè, trước hết thì các bạn vào view Win 10 thì vào view option, còn Win 11 á bấm những cái dấu ba gạch nè, option view này, show hidden files và bỏ cái hai protected operating system files đi, sau đó chọn yes. Ok, thì như vậy các bạn có thể thấy được cái folder bị ẩn nè là program data. Bạn tìm asset tùy vào bất kỳ phiên bản nào các bạn sẽ thấy được cái tên nó khác nhau, ví dụ asset endpoint security sẽ có chữ endpoint, còn này asset security nó sẽ có mỗi chữ security thôi. Đây license nè, mình sẽ backtop cái file này, mình đổi thành cái tên old license. Ok, continue. Đó, bây giờ thì mình có thể đổi bình thường à. Nãy các bạn mà chưa tắt hips không đổi đâu. Các bạn copy hoặc là mua cái file license nãy mình có vừa mở từ Win ra. Đây nè, cái file này là new nha, còn file hiện tại là new, file cũ là old á. Lúc này thì chưa có vội gì đâu, các bạn tham vào Asset, nhấn phím F5 hoặc là Advanced Setup, còn là Setup nè, cài thiết lập, rồi thiết lập nâng cao nè, Advanced Setup nè, F5 chớ nhanh ha. Ở đây thì đây là công cụ công cụ phát hiện nè, Detection Engine ở dòng dịch cùng. Các bạn lăn xuống tìm cái loại trừ Exclusion, vào loại trừ phát hiện Detection Exclusion. Các bạn bấm vào Edit nha, các bạn add cái này vô, mình sẽ để cái
link nhé. Đừng nhấn vào phần mô tả. Save window. System 32 drivers etc host ok, hoặc bạn cũng có thể vào dấu ba gạch này đi chọn c nè. Vì sao mình không thích dùng cái này, tại vì tìm cái này nó hơi bị lâu hơn kia. System 32 nè, drivers etc nè, host. Ok. Ok nè. Rồi. Ok tiếp. Mình là tại sao mình phải làm như thế này? Mình làm như thế này là để ngăn chặn khi mà copy cái code kia vào host á, nó sẽ bị lỗi liền nha. Đợi chút. Mình vào C Windows System 32 driver etc nè. Khi mà mở cái này lên, các bạn mở bằng notepad cộng cộng nha. Cái này không có notepad cộng cộng sẵn, nhưng mà do mình xài Ghostbusters nên sẽ không thấy. Mình mở thẳng cái notepad cộng cộng đi. Notepad bình thường thôi, không cần cộng cộng nha. Cho cái file host này vô nè. Mình sẽ để cái này ở phần mô tả nha. Dán cái này. À, mình để bên Word cho nó tiện nha. Dán cái này vô nè. Lưu. Nếu như mà nó bật lên cái này nè là không lưu được á, thì các bạn buộc phải copy ra desktop rồi lưu. Để xem copy desktop kiểu gì. Mình dán cái này ra đây nha. Ê, mình copy ra đây. Nhấn nút Ctrl để copy. Bạn cũng phải vào asset. Vào cài đặt nè. Computer protection và tắt cái real time protection này đi. Thumb mình sẽ bị mất cái file á. Mình sẽ lưu ra desktop nha. Desktop nè. Các bạn bỏ cái phần on file này đi. Ê, các bạn chọn cái phần on file, đừng có chọn tách đất của mình. Save lại nè. Đó. Rồi bây giờ mình mở lại notepad ha. Các bạn sẽ thấy là cái này đã được chỉnh sửa rồi. Ồ, vẫn chưa được nè. Vậy mình dán vô lại ha. Lâu rồi nè. Mình kéo thả cái này vô lại coi nó làm sao. Ok, có rồi, có rồi. Bây giờ mình copy cái file này, copy đè vô etc driver nè nha. Copy đè được không ta? Continue. Ok. Giờ mình mở bằng file notepad được không? Sau khi đã chắc chắn là có hai cái dòng này rồi, thì các bạn á có thể bật cái real time protection lên nè. Bật lên lên thì nó chắc chắn nó sẽ
bị cái pha cái này tóm gọn liền nha. Mất tiêu luôn rồi. Các bạn vào tool, more tool, công cụ nè, thêm công cụ, khoa tay đây, cái file nè, host đã bị mất rồi, nó bị phát hiện thành virus, cái file ngoài desktop á, nhưng mà cái file ở trong system 32 driver etc host á, nó không có bị gì luôn. Thì các bạn đã hiểu được cái mục đích của mình rồi chứ. Rồi đợi chút. À lúc nãy mình vừa mới đi ăn cơm xong nha. Và bây giờ các bạn nhìn nè. À, thời hạn sử dụng là tới ngày 22 tháng 4. Cái này lúc nãy mình đã copy cái file license này đúng không? Bây giờ các bạn vào Tag Manager. Vào phần Details. Rồi tìm cái các bạn lọc theo cái name nha, tìm chữ EGUI này, các bạn tắt EGUI, tắt hai này rồi tắt EKRN, sau đó các bạn mở exit lại. Hãy cùng chờ đón điều thần kỳ xảy ra. Ok, trả phí này không? Hàng sử dụng là vĩnh viễn. Các bạn vào setup nè. Và bật lại cái HIPS hit. Bật lại để được maximum bảo vệ ha. Ok. Rồi sau đó reset lại. À, còn mấy cái này các bạn thể tắt đi cũng không có sao. Rồi giờ mình reset lại nè. Như thế này thì các bạn cũng đã xong rồi đó. Bật hit lên phải không là à, cái phần này là rất là quan trọng nha. Để gõ được tiếng Việt á, hay còn gọi là ký tự Unicode thì làm như sau. Vào cài đặt nâng cao hoặc là ấn phím F5 nè để vào Advanced Setting. Vào web và email, bảo vệ thanh toán. Và bảo vệ thanh toán và ngân hàng. Cho nó tắt nó đi. Đợi chút. Mình vừa copy cái gõ tiếng Việt vào các bạn nhìn nè. Hiện tại thì mình vẫn gõ được bình thường nè, thấy không? Thế nhưng nếu như mà vào trang web trình duyệt thì sao? Đó. Không được thấy không? Cái đó là do các bạn đã bật cái bảo vệ trình duyệt á. Bây giờ các bạn vào Asset nè. Gọi F5 nha. Đây. Web and email. Web và email. Banking and Payment Protection, ngân hàng và bảo vệ thanh toán, tắt cái bảo vệ bàn phím, tắt bảo vệ bàn phím nè. Ok rồi gõ thử nha. Bình thường thấy không? Rồi xin cho mình một cái like subscribe nếu như video hữu ích nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. See ya.